Với việc bà con áp dụng các quy trình nuôi tôm thâm canh hoặc siêu thâm canh, năng suất tôm sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nếu không xử lý tốt vấn đề nguồn nước đầu vào và nguồn nước thải, thì gánh nặng lên môi trường sẽ là rất lớn. Đầu tư các công nghệ xử lý nước hiện đại với nguồn kinh phí lớn sẽ là quá sức đối với bà con. Vậy các hộ nuôi và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng công nghệ xử lý nước như thế nào để phù hợp? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi đã tìm đến với mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước mà anh Long Văn Nghĩa tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang ứng dụng. Với mô hình của mình, anh Long Văn Nghĩa ứng dụng công nghệ ao tròn lót bạc HDPE và công nghệ nhà màng vào nuôi tôm siêu thâm canh. Mô hình này cũng đạt được mật độ nuôi từ 400 đến 500 con trên 1 mét khối. Tuy nhiên, điểm sáng của mô hình mà anh Nghĩa đang thực hiện đó chính là quy trình xử lý nước tuần hoàn khép kín, không đưa nước thải ra ngoài và đặc biệt là tốn rất ít chi phí đầu tư. Một ao lắng thô cấp 1 với thể tích 4.000 mét khối, một ao lắng thô cấp 2 với thể tích 3.000 mét khối, một ao lắng tinh với thể tích 2.000 mét khối. Điểm chung của các ao này là đều được anh Nghĩa thả nuôi các loại cá như cá đối, cá nâu, cá rô phi. Đây là những loại cá có khả năng sử dụng chất hữu cơ ở tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy. Hoạt động tìm kiếm thức ăn của chúng sẽ làm khoáng hóa các chất thải lắng tụ ở đáy ao, ngăn cản quá trình yếm khí và sinh khí xảy ra để xử lý sạch khuẩn trong nước. Cuối cùng là hai ao sẵn sàng với thể tích 1.500 mét khối mỗi ao. Nước lấy từ ngoài môi trường sẽ được bơm trực tiếp vào ao lắng thô cấp 1. Sau đó, tiếp tục chảy qua ao lắng thô cấp 2. Sau quá trình lắng lọc, nước sẽ tiếp tục chảy vào ao lắng tinh, rồi chảy vào hai ao sẵn sàng. Ở các ao sẵn sàng, nước sẽ được xử lý bằng chlorine 30 ppm. Sau đó sẽ được kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như độ pH, kiềm, canxi, NH3, NO2, khuẩn Fibrio. Sau khi nguồn nước đạt được các tiêu chuẩn trên, sẽ được cấp vào sử dụng cho ao nuôi. Sau khi được sử dụng để nuôi tôm, nguồn nước này sẽ tiếp tục trải qua quá trình lọc để tạo một vòng tuần hoàn khép kín. Nguồn nước thải của tôm sau khi mà dùng cho việc nuôi tôm ấy, thì sau khi thải ra ngoài thì nó sẽ được chúng ta xử lý như thế nào? Thì cái quy trình của mình đặc biệt nó cái là quy trình không có bỏ chất thải, cho nên các nước thải sau khi được tách ra từ cái hồ nuôi đó thì mình đi tuần hoàn trở lại và sử dụng trở lại cho ao nuôi hoàn toàn, không có nghĩa là sử dụng nước thải trở lại 100%, không có bỏ ra môi trường. Quy trình mình thì nó cũng đơn giản thôi, thì nước sau khi được siphon ra khỏi hồ tôm thì được bơm lên cái hồ tách chất thải rắn. Tách chất thải rắn thì cái phần lắng lại để phục vụ cho các công việc khác, còn riêng cái nước được tách ra bằng hình thức chảy tràn. Chảy tràn qua cái ao tách chất thải rắn thì được qua ao lắng thô thứ nhất kết hợp với nuôi cá, và ao lắng thô thứ hai cũng kết hợp cá gồm có cá rô phi, cá đối và cá nâu. Là ba loại cá này nó sử dụng được chất hữu cơ rất là tốt. Thì qua ao lắng thô thứ hai rồi trở về ao lắng tinh là gần như nước đã sạch hoàn toàn. Nhờ các cái vi sinh mà chủng vi sinh mà chúng ta đã cấy sẵn trong cái ao nuôi chúng ta đó. Thì khi chúng ta tách phân tôm mà thì vi sinh nó sẽ đi theo cái hệ thống đó và nó vào trong cái ao lắng thô, nó sẽ xử lý bớt cái phần môi trường, chúng ta không cần phải bổ sung thêm vi sinh gì hết. Và khi trở về ao lắng tinh thì chúng ta sẽ bơm trở lại cái ao sẵn sàng để xử lý. Ở đây chúng ta phải xử lý bằng chlorine để làm chi? Để chúng ta hạn chế được các dịch bệnh từ ngoài xâm nhập vào trong cái ao nuôi chúng ta. Là nước đó khi bơm trở vào cấp cái ao nuôi thì đã hoàn toàn là gần như là đảm bảo đủ yêu cầu về chất lượng. Vậy thì những cái chất thải rắn tới sau khi được tách ra thì chúng sẽ được chúng ta sử dụng vào mục đích gì ạ? Thì hiện nay thì chất thải rắn trong nuôi tôm là gồm có vỏ tôm và phân tôm. Thì vỏ tôm chúng ta phục vụ cho việc nuôi cá và nuôi các cái đối tượng khác rất là tốt. Và phân tôm thì chúng ta bơm vào làm biogas. Hiện nay thì biogas sử dụng cũng cái phân tôm làm biogas, nó cái lượng cái ga rất là tốt. Và một phần nữa chúng ta dùng nước ngọt, chúng ta ngọt làm cho nó ngọt lại. Dùng cho nó ngọt lại chúng ta phục vụ cho mục đích trồng trọt thì nó cũng rất là tốt. Hiện nay, việc tách chất thải rắn ra khỏi nguồn nước là một trong những công nghệ rất khó thực hiện. Đây chính là nguyên nhân khiến cho phần lớn người nuôi tôm sẽ chọn giải pháp xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường.
gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, với quy trình mà anh Nghĩa đang áp dụng, chỉ cần xây dựng thêm 2 ao xử lý chất thải rắn với diện tích khoảng 100m² là đã có thể giải quyết được vấn đề này. Nước thải sau khi xi phong được bơm lên hồ tách chất thải qua túi lọc lưới. Chất thải rắn gồm xác chết tôm, vỏ tôm, thức ăn thừa sẽ được giữ lại trong túi lưới để sử dụng cho chăn nuôi. Phân tôm có kích cỡ nhỏ nên sẽ lọt qua túi lưới và được lắng lại trong hồ tách chất thải số 1 có diện tích khoảng 50m². Phần nước tiếp tục chảy tràn qua hồ tách chất thải số 2 để lắng phân. Sau đó, nước được chảy tràn qua ao lắng thô cấp 1. Do nước được lắng 2 lần nên nước sau khi chảy qua ao lắng thô cấp 1, phân tôm sẽ được tách sạch hoàn toàn. Vì không phải thải bất cứ một lượng chất thải nào ra ngoài môi trường, thế nên môi trường xung quanh khu vực nuôi cũng sẽ được đảm bảo. Từ đó, có thể tạo được sự phát triển bền vững cho người nuôi. Từ việc có được sự phát triển bền vững, người nuôi có thể nâng cao năng suất, nâng cao giá trị từ nghề nuôi tôm. Đây chính là mong muốn của nhiều bà con nông dân và các chuyên gia trong ngành. Mỗi một công nghệ đều có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều cho thấy được một bức tranh tươi sáng về ngành tôm Việt Nam. Khi liên tục có nhiều công nghệ mới được ra đời, liên tục có những doanh nghiệp, những cá nhân đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để từ đó có thể làm cầu nối, hỗ trợ nhiều người nuôi khác nhân rộng các mô hình hiệu quả, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước trong nuôi tôm, góp phần tăng thu nhập, giải quyết lao động cho địa phương. Và quan trọng nhất, đó chính là nâng cao kim ngạch xuất khẩu tôm, nâng cao vị thế của ngành sản xuất tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.